tiểu sử nhạc sĩ Trúc Phương và những bản nhạc muôn thuở cho đời. Nhạc sĩ Trúc Phương sinh năm 1933, mất năm 1995, là nhạc sĩ nhạc vàng tiêu biểu tại miền Nam Việt Nam trước 30 tháng 4 năm 1975. Nhiều ca khúc viết bằng giai điệu bolero của ông đã trở thành nhạc phẩm bất hủ và được yêu thích cho đến ngày nay. Nhạc sĩ Trúc Phương tên thật là Nguyễn Thiên Lộc, ông sinh ra tại xã Mỹ Hòa, quận Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Ông sinh hoạt văn nghệ tại Ti Thông Tin tỉnh Vĩnh Bình cuối thập niên 1950 trong một thời gian ngắn rồi lên Sài Gòn học nhạc ở lớp nhạc của nhạc sĩ Trịnh Hưng. Hai sáng tác đầu tiên của ông là Tình Thương Mái Lá và Tình Thắm Duyên Quê, viết vào năm 1957. Tiếp sau đó là Chiều Làng Em, viết năm 1958 và Đò Chiều, viết năm 1959. Bản nhạc Tàu Đêm Năm Cũ Bất Hủ của ông được viết vào đầu thập niên 1960, tặng cho những người sĩ quan phải đi xa nhà vì lúc đó chính quyền đệ nhất Cộng Hòa có sắc lệnh hoán chuyển công tác sĩ quan, công chức miền Nam ra miền Trung và ngược lại. Tổng số lượng sáng tác của ông gần 70 bài, nhiều bài phổ biến trong suốt thập niên 1960 và cho đến hiện nay. Xin Cảm Ơn Đời là bản nhạc cuối cùng mà ông viết vào tháng 3 năm 1995 với ca từ coi như những tâm tình, uẩn khúc mà ông muốn gửi lại cho đời lần sau cuối. Câu hát: đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người, có lẽ đã được nhiều người từng nghe, từng biết, dù có thể không rõ nằm trong nhạc phẩm nào. Câu hát lay động lòng người ấy nằm trong bản nhạc Thói Đời, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của nhạc sĩ Trúc Phương. Ông từng mở lớp nhạc ở số 33 trên 230 đường Gia Long, Gò Vấp, gọi là Trúc Phương Tự Lực, đào tạo một số ca sĩ như Thi Lệ Dung, Thi Lệ Huyền, Chinh Thông, nhưng không mấy thành công. Tuy vậy, nhiều ca sĩ nổi tiếng nhờ trình bày những sáng tác của Trúc Phương như Thanh Thúy, Chế Linh, Duy Khánh. Với Thanh Thúy, ông viết tặng riêng 5 bài: Hình Bóng Cũ, Lời Ca Nữ, Mắt Em Buồn, Tình Yêu Trong Mắt Một Người và Mắt Chân Dung Để Lại. Năm 1976, Trúc Phương vượt biên nhưng không thành công và bị tịch thu nhà số 301 Lý Thường Kiệt, quận 11. Những năm sau, ông vượt biên thêm 2 lần nhưng vẫn không thành công. Lúc ra tù, vợ con ly tán, ông sống không nhà cửa, không giấy tờ tùy thân, rồi lưu lạc về Trà Vinh, Vĩnh Long và vài nơi khác. Giữa năm 1985, ông được nhận vào công tác tại Hội Văn nghệ Cửu Long, được cấp một căn phòng tại số 6 Hưng Đạo Vương, thị xã Vĩnh Long để ở. Thời gian này, ông sáng tác và tặng bản thảo chép tay cho bạn bè một số bài nói về tình yêu cây lá, tình yêu quê hương như Chiều Phố Huyện, Hoa Sách Về Xa, Trà Vinh Trong Những Tình Mật Ngọt, Về An Quảng Hữu, vân vân. Hầu hết những bài này chính ông xác nhận rằng không thành công lắm, lý do bởi không còn cảm hứng dồi dào như những bài tình ca đã được đón nhận từ trước năm 75. Ít lâu sau, ông trở về sống ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi qua đời vào ngày 18 tháng 9 năm 1995 vì bệnh viêm phổi, được gia đình an táng tại nghĩa trang Lái Thiêu, tỉnh Sông Bé. Lúc ông mất, nhạc sĩ Nhật Ngân lúc này đang định cư ở Mỹ, viết tặng ông bài Gửi Người Về Cát Bụi, với lời nhạc có nhắc tên một số bài hát của ông. Năm 2014, trung tâm Acer thực hiện chương trình Acer 74 Trúc Phương, ông hoàng của dòng nhạc bolero, để vinh danh nhạc sĩ Trúc Phương. Danh ca Thanh Thúy, một trong những danh ca bolero có ảnh hưởng đến nền tân nhạc Việt Nam, đã từng nói về nhạc sĩ Trúc Phương: Nhạc sĩ Trúc Phương và tôi không hẹn nhưng đã gặp nhau trên con đường sống cho kiếp tầm. Anh Trúc tâm sự qua cung đàn, còn tôi qua tiếng hát. Trong khoảng thập niên 60, tên tuổi của anh và tôi gần như đã gắn liền với nhau. Ông hoàng bolero để lại chừng 85 ca khúc, trong đó hơn 70 ca khúc đã phổ biến. So với nhiều nhạc sĩ khác, Trúc Phương sáng tác không nhiều, song ông vẫn xứng danh ông hoàng bolero vì rất nhiều tác phẩm có sức sống mãnh liệt. Tình Thắm Duyên Quê, Ai Cho Tôi Tình Yêu, Buồn Trong Kỷ Niệm, Mưa Nửa Đêm,
Tàu đêm năm cũ, Đêm tâm sự, Hai lối mộng, Đò chiều, Thói đời. Tác giả Ai cho tôi tình yêu có 6 người con. Trúc Lê là người con trai thứ 5. Ông đã từng chia sẻ, khi bố mẹ tôi ly thân năm 79, tôi theo bố, còn lại các anh chị em chọn theo mẹ. Tôi sinh năm 69, tuổi gà. Theo Trúc Lê, mẹ anh lấy cha anh khi bà còn rất trẻ, mới 17 tuổi. Mẹ tôi nhỏ hơn bố tôi khá nhiều tuổi. Bố tôi cưới mẹ tôi khoảng năm 58 thì phải, năm 60 thì chị tôi ra đời. Trong mắt Trúc Lê, mẹ anh là mỹ nhân một thuở, bà được mệnh danh là Hoa Khôi của Bến Tre. Bố tôi quen mẹ tôi khi mẹ khoảng 16. Lúc ấy, bố tôi tổ chức đại nhạc hội ở Bến Tre. Mẹ tôi say mê văn nghệ nên đi coi đại nhạc hội. Ông nhìn thấy bà đẹp nên trêu ghẹo. Mấy tháng sau thì đã lấy nhau khi mẹ tôi vừa tròn 17 tuổi. Các con của Trúc Phương đều yêu âm nhạc, chơi được nhạc cụ nhưng không theo nghề của cha. Trúc Lê kinh doanh bất động sản. Trước đây, anh học nghề bạc vì mẹ anh có mấy tiệm vàng. Cha hoan nghênh tôi đi học nghề bạc theo hướng kinh doanh. Trúc Lê còn bật mí, ông Hoàng Bolero hát rất hay, thỉnh thoảng ông chơi guitar, hát những bản tình buồn do ông sáng tác. Trong đời sống của mình, Trúc Phương chưa từng than trách một ai. Cuộc đời nhạc sĩ có những lúc sướng, lúc khổ. Bố tôi khổ nhiều hơn sướng, nhưng ông không than trách. Ông rất chân chất, bạn bè ai cũng yêu quý vì ông hiền lành, thật thà. Trúc Lê chia sẻ về cha mình. Còn vì sao Trúc Phương không trách đời, trách người? Ngay trong hai câu đầu tiên của bài Thói đời, ông đã viết như thế. Đường đau thương đầy ải nhân gian. Đường thương đau đầy ải nhân gian. Ai chưa qua, chưa phải là người.